Xin chào các em, hôm nay chị Ami sẽ hướng dẫn một cái giỏ đi siêu thị cho búp bê. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có một miếng mica. Miếng này thì chị lấy ở trong hộp đồ chơi. Tiếp theo các em sẽ cần có giấy đề can màu đen. Hoặc chúng ta có thể thay thế bằng băng keo màu đen. Những thứ này thì chúng ta có thể tìm mua ở trong nhà sách. Bây giờ chị sẽ sử dụng bút và kẻ những đường dọc lên trên giấy đề can. Chúng ta sẽ vẽ những đường thật là mảnh. Và sau khi vẽ xong thì mình dùng kéo cắt ra nhé. Chúng ta sẽ có được những sợi đề can mỏng như thế này. Rồi, giờ thì mình sẽ gỡ keo ra và dán lên miếng mica. Chị sẽ dán theo chiều ngang trước. Và các em sẽ dán cách ra một khoảng bằng nhau cho đến khi hết miếng mica này. Bây giờ chị Ami sẽ xoay dọc miếng mica lại và cũng dùng giấy đề can để dán đè lên. Chúng ta cũng sẽ lần lượt dán những miếng giấy đề can lên và cách những khoảng cách bằng nhau nhé. Sau khi dán xong hết thì chúng ta sẽ cắt đi những cái phần thừa bên ngoài. Bây giờ chị sẽ bắt đầu gấp và tạo hình cho cái giỏ đi siêu thị nhé. Chị gấp vào mỗi bên khoảng 3 cm. Tiếp theo thì chị cũng sẽ cắt vào 2 đường, mỗi đường cũng khoảng 3 cm, và cắt xéo lên một góc như thế này. Và chị sẽ gấp cái miếng mica ở bên góc bên này lại. Đó, như vậy là chúng ta đã làm được một phần của cái giỏ rồi. Phần bên kia chị cũng sẽ đo bằng vào khoảng 3 cm. Chị cũng sẽ cắt 2 đường, sau đó cắt xéo đi phần góc và gấp phần mica lên. Nếu nó có dư ra một tí xíu thì các em có thể dùng kéo để chỉnh sửa lại rất là dễ dàng nha. Chúng ta sẽ dùng băng keo trong dán lại các góc. Các em có thể dùng súng bắn keo nè, hoặc là keo đa năng để dán. Và chúng ta sẽ dán kín, thật là kín 4 góc nha. Dán thật là chặt để khi mà chúng ta bỏ đồ vào thì cái giỏ sẽ không bị bung ra. Chị sẽ làm công đoạn cuối cùng, đó là quay sách cho cái giỏ đi siêu thị. Đầu tiên thì chị sẽ sử dụng bật lửa để hơ nóng cái phần kẽm này lên. Sau đó chúng ta xuyên qua để tạo thành cái lỗ. Mình bẻ kẽm lên để chốt ở đây. Sau đó thì cho phần cây tăm bông vào. Cây tăm bông này chị đã cắt ra thành 2 đoạn rồi. Ta sẽ chỉnh sao cho cái quai này đẹp nhất nha. Và cũng hơ lửa đầu kẽm bên kia.
tạo thành một cái lỗ, sau đó chốt phần đầu kẽm lại. Và mình dùng kéo để cắt những cái phần dư. Như vậy là chị đã hoàn thành xong một cái giỏ đi siêu thị cho búp bê rồi đó các em. Các em nhớ là phải làm hai cái quai bằng nhau nhé. Còn đây là những đồ vật mà búp bê hôm nay đi siêu thị được nè. Nếu các em thấy thích video này thì hãy nhớ nhấn like cho chị Ami. Và bạn nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để trở thành thành viên nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt các em.